Chào tất cả quý vị. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì dịp già bắt đầu là xuất hiện lại. Trong cái câu chuyện của là ngày xưa là dịp già cũng đã từng có như là quậy phá trong cái câu chuyện của là sư Nguyễn Phương Hằng. Và cũng đã bị rất nhiều kênh YouTube cũng đã tới nhà để mà cái như là truy tìm, và cái vị dịp già này trốn như là rắn trốn mùng năm. Đó, và cái sự việc nó đã qua đi thì hôm nay đó dịp già bắt đầu là ngấp cái đầu dậy, bắt đầu lên là cũng là tấn công, xúc phạm, chửi bới ngài Nguyễn Minh Tuệ một cách rất thậm tệ. Và hôm nay cũng thông qua cái sự việc này cũng có một vị khán giả cũng muốn là đóng góp ý kiến của chúng ta với cái vị dịp già này như thế nào. Có rất nhiều cái điểm nó thú vị trong cái câu chuyện này. Tôi mong rằng quý vị cùng tôi nghe cái lời chia sẻ của vị khán giả này quý vị nhé. Và đừng quên cho Lang Thang Sài Gòn xin một like. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin nghe cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng tôi vào cái chi tiết câu chuyện của vị khán giả này muốn chia sẻ. Đây nè, cái dịp già này để tôi nói cho bà con mình nghe nha. Tâm lý nhỏ này tôi hiểu rồi, nhỏ 6-8 tuổi, tuổi nhỏ tuổi hơn tôi. Bởi vì con này á, là nó là một coi như là một tín đồ ngoan đạo lắm. Coi như là nó đi chùa thường xuyên lắm. Nó vắng chùa nó chịu không nổi, vắng cơm ba bữa nó chịu nổi, chứ vắng chùa nó chịu không có nổi. Bởi vì nó máng sâu vô với mấy thằng tu, mấy thầy chùa, mấy tu dỗm này rồi, mấy ác tăng này rồi, nó máng sâu lắm rồi. Hầu như nó nghiện như là nghiện rượu vậy đó, không thể nào vắng thầy chùa được. Mà bây giờ nếu mà bây giờ ông Minh Tuệ này ông xuất hiện ra đó, thành ra bao nhiêu người trở mặt đã không còn ủng hộ chùa nữa. Rồi nó cũng đâu có lấy cớ mà đi lại chùa được nữa. Nếu đi thì chồng con nó cản, nó nói bây giờ ta không lợi chùa đó nữa, mẹ lợi đó làm gì. Nó là ông chồng nó nói ừ, bây giờ mày lợi đó mày lấy mấy thầy chùa đó hay sao mày lợi hoài. Mà nhiều khi chồng nó nói có nó. Thành ra từ cái chỗ này nó tức cái mình. Hồi đó giờ yên ổn, người ta tới chùa là coi như là bao nhiêu người ủng hộ. Chồng mình, con mình không la, không gầy mình, mà mình tới đó là mình không được mấy ông này là ưu đãi với mình, hoặc là mình có cái vấn đề gì đó với nhau. Mà bây giờ tiền bạc rồi đó, nó gạt nhân sanh, nó lấy được của nhân sanh thì nó mình cúng thịt cho nó cúng dường lại cho mình tiền. Thì bây giờ có qua có lại, mà bây giờ nó cắt đứt cái nguồn sữa này rồi, thành ra nó tức quá. Nó mới lên, nó mới chửi ông Minh Tệ này, chứ ông Minh Tệ này không có mắc mớ gì đâu. Ổng đâu có vận động ai mà đừng vô chùa. Ổng đâu có vận động ai mà đừng có tới cúng mấy ông thầy cha, mấy ông bần tăng này nữa. Còn cái này là cái nguyên nhân này, con dịp già này nó lên nó tức nó chửi. Ai không nhìn thấy được, chứ tôi nhìn kỹ tôi thấy được. Bởi vì cái nết cái con này á, là nhiều khi mấy sàm tăng này đối với nó có vấn đề. Mà hôm nay là làm cái kiểu này rồi, kinh tế mấy ông này không có lấy đâu mà cho nó. Rồi thành ra thử chỗ đó không lẽ nó lại nó cúng dường, nó cúng không. Cúng không thì nó thiệt thòi. Đàn bà thì hay sửa sạn, hay xe xua. Cái em phấn dòm thấy cái mỏ đó, nó tha son đỏ chót. Mấy ông dòm thấy kỹ không? Dòm thấy con dân đâu thấy là dân không biết sửa sạn. Mà bây giờ tới thầy không có tiền, kinh tế eo hẹp quá. Cái mấy thầy cứ hứa dỗm hoài. Trời ơi em ơi gán đi, cứ tới với anh đi. Mới mốt là nhân sanh nó tụ tập lại, nó cúng dường nhiều tiền thì anh sẽ cho. Anh sẽ mua nhà cho em, anh mua xe cho em. Nhưng mà hứa lèo hoài, bởi vì càng ngày nhân sanh nó không tới. Tín độ nó không có cúng. Thành ra coi như con này nó tức quá, bức xúc quá, giờ lên chửi mình tại nè. Hồi đó giờ mười mấy, hai chục năm nay, tao với mấy đây tao coi như là tao im ấm, tao sống ăn sung mặc sướng. Cũng nhờ vấn đề mấy thầy tao đây giúp cho tao, lo cho tao, tao cúng. Cái thân tao cúng dường rồi tao được hưởng. Mà bây giờ tao lợi tới đó, tao chỉ được cúng dường mà tao không được hưởng qua lợi gì hết trơn, thì tao phải chửi. Từ hồi ông này xuất hiện tới giờ là bà nóng mà chửi phải rồi, có gì đâu, đừng có buồn. Còn mấy ông kia tu chân chánh á, mấy ông đừng có sợ mất phần, mấy ông cứ tu đi, có gì đâu. Làm y như ông Minh Tệ vậy đó, mình bỏ chùa, không cần xe cộ gì hết, mình đi ra mình kiếm cái núi nào mình ở đó rồi mình đi khất thực. Cuối cùng 5-6 năm sau người ta cũng tôn trọng mình như Minh Tuệ vậy, chứ có gì đâu.
dễ ở ha. Tôi nói bây giờ muốn làm như Minh Tệ là cho người ta ủng hộ mình ha, người ta quan tâm tới mình ha, nổi tiếng như Minh Tệ cũng dễ chứ không khó, nhưng mà ngặt con cái sợ mấy ông làm nổi, tại ăn sung mà sướng quá rồi, giờ cực khổ chịu nổi, ngày ăn có một bữa ăn chay ăn lạc, đói quá đi bộ phơi nắng đầu trần chân đất chịu không nổi, ông thua thua chỗ đó, mấy ông ấy ganh tị người ta, thầy này chửi tới thầy kia chửi, rồi giờ tới mấy con ăn theo nãy lên chửi nữa, cúng dường rồi mà bà có chi cũng nấy, thành ra bây giờ ông kia cũng có hứa hẹn rồi, mấy thầy kia có hứa hẹn rồi, bây giờ con cứ lo cho thầy đi, con đến với thầy vui vẻ đi, rồi coi như có tiền bạc nhân sanh nó cúng vô, tín đồ cúng vô thầy lo cho, thì thấy đầy đủ quá. Mà hôm nay ông này ông xuất hiện tới giờ là trong chùa chiền kinh tế eo hẹp, coi như là những chuyện ông hứa kia thuộc về ba qua rồi, thành ra tự đó xuất hiện lên nó chửi. Tôi hỏi là bả đòi hỏi phải quay ông Minh Tệ từ 6 năm nay, phải quay từ đầu tới cuối. Ông Minh Tệ này ổng đâu có nghĩ là ổng phải đâu phải diễn lên một tuồng, một cái cuộn phim hay là một một vở kịch hay là một một một, một tuần cải lương, mà phải quay từ đầu tới cuối để lưu lại hay là để phát ra. Cái này có nghĩa là cái tâm ổng phát sinh lên, ổng tu theo cái đường chánh đạo của Phật để lại, dạy rồi để lại, thành ra từ cái chỗ đó ổng cứ âm thầm ổng đi làm theo nguyện vọng của ổng. Nhưng mà có những người, có em tài xế kia đó cũng cách đây lâu năm đó, nó gặp nó cũng quay, nó cũng nói chuyện đó, rồi những người khác cũng gặp nói chuyện, rồi lên trên chỗ cái núi đó rồi cũng có quay đó để nói chuyện đó, thì những cái thước phim đó vô tình người ta lưu lại. Thành ra bây giờ cuối cùng tới một khi mà ổng đi tới lần thứ tư này á, YouTuber mới mới bù bám đưa lên nhiều, thành ra cuối cùng mới 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 vang vọng lên như vậy. Thì ra từ cái chỗ đó mà bà lên bà thắc mắc, bà u mê quá trời luôn, rồi bà tăm tối quá trời luôn, bà thắc mắc bà đòi rồi quay phải từ đầu tới cuối. Trời ơi, bà u mê cũng vừa vừa thôi, hay là bà mắc vấn đề mà đi đến với mấy thầy chùa mấy sạp tăng rồi bà nói loạn trí quá vậy, người ta cười chết. Không, cái này tôi nói thiệt, bà nên suy nghĩ cho kỹ lại, tôi hỏi cái chuyện tầm bậy, cái chuyện không phải có cái chuyện đó được, bởi vì ông này ông đâu phải ông có kế hoạch trước, ông đâu phải cái ý đồ của ông là phải để muốn nổi tiếng như vậy, bà hiểu chưa? Còn bà thắc mắc tới cái giò ông hồi đó, cái bằng chân đen mà giờ bằng chân trắng, đen với trắng là chuyện không thành vấn đề nha. Bà bây giờ bà gặp thầy chùa cái bà để ý tới từ cái bằng chân bằng giò, để ý tới khúc dài dài lên nữa, cái tật của bà kỳ cục đàn bà, đừng nghĩ đến chuyện đó, ngã giới rồi mình đừng có phân chi mấy cái đó. Cái bà phân lên à, từ bằng giò trở lên đen tới khúc nào, rồi lên tới khúc nào trắng, rồi lên tới khúc nào đen, ông bà nó tò mò gì vậy, câm cái mồm đi, đừng có lên mạng nữa, có muốn thì muốn âm thầm, mình đừng có vậy nó lộ ra, thằng bà vậy người ta đánh giá biết không. Cái vấn đề bằng giò ta đen hay trắng, hay trắng khúc nào đen khúc nào kệ người ta, bà đừng có giống Nhuận Đức, thấy Nhuận Đức không, tu hành mà nó tào lao á, nó mới đánh đổi vậy đó, nó mới định vĩnh viễn khoái mỏ đó, còn bà thì không phải vậy. Đàn bà thì thôi lo phận đàn bà đi, đi chùa được hay là đi không được thì mình ở nhà mình niệm Phật vậy được rồi, có đâu mà lên mà chửi. Tôi hỏi bà nè, ông Minh Tệ ông có vận động ai đâu, ông có xúi ai đừng có tới chùa không, ông có xúi ai đừng có bỏ chùa không, nhưng mà tự nhiên bây giờ mấy ông sư sãi kia tu như thế nào, hành động như thế nào, bây giờ người ta bỏ, người ta không đến với mình, là phải hỏi lại bản thân mình. Mấy ông thầy chùa đó nên nghĩ lại bản thân của mình, tại sao á, thằng kia nó ông kia ổng đi ra ổng không nói tiếng nào hết trơn á, ổng không có chùa to Phật lớn gì hết trơn á, mà tại sao người ta ầm ầm ta đi kiếm ổng, ổng trốn muốn chết luôn rồi đó mà đi kiếm. Còn mình á thì sáng thì giọng chuông quánh trống ầm ầm đùng đùng lên vậy đó, giang trời dậy đất vậy đó, mà giờ vẫn què ta không lại. Mình xét lại bản thân mình coi, lời nói của mình có chính đáng chưa, cái tu cái hạnh của mình có cao hay chưa. Bây giờ tôi nói công bằng mà nói, tôi không có bên ông thầy chùa nào mà cũng không bỏ ông nào, nhưng mà tôi nói á, cái dân này á, người ta tin tưởng á, là người ta trọng người, là người ta trọng cái đức hạnh, bà có nghe bà có hiểu không, người ta trọng cái đức hạnh, cái con người á, tu thật chỉ hành. Đây nè, để tôi nói cho bà nghe, cái người á, giết pháp á, nó cũng hay,
nhưng mà nó không hay bằng cái người nghe pháp, mà người nghe pháp cũng không hay bằng cái người hành pháp. Đơn giản nhất là cái ông Minh Tệ này, ông đang đi hành pháp đó. Ông không có thuyết pháp, ông không giảng pháp, ông không nói gì hết, nhưng mà ông đang hành pháp. Người ta trọng là trọng cái chỗ con người hành pháp được mới là quan trọng nè. Ông buông bỏ tất cả, ông không ham tiền bạc vật chất, rồi ông không có háo sắc nó, rồi coi như là ông buông bỏ tất cả, thành ra từ ở chỗ đó người ta mới trọng. Còn mấy thầy kia hả, trời ơi, sổ đỏ thì một cọc, xe thì xe sang, cái đôi giày thì bóng loáng, mặc cái áo thì phải cho đẹp, rồi á ăn nói thì cái chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện không có chứng minh được, thành ra ghét người ta không tin. Thì đương nhiên là mình mất uy tín, nói thẳng là bây giờ quá mất uy tín, vì cái vấn đề hồi đó giờ mình nói láo, mình bị 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 tín đồ của mình nhẹ bị Phật tử của mình, bây giờ nó lòi ra rồi, thì ông kia ông tu, người ta mới thấy được cái chân lý, cái lẽ phải của cái đường đạo. Con người tu là xóa bỏ hết tứ đại giai không, mà đâu có cái vật chất xa hoa gì đâu, thành ra từ cái chỗ đó mấy ông giờ thất vọng. Hồi đó giờ mình gạt ta mình ăn, giờ cuối cùng cũng gì á, ông này mà bây giờ mình gạt không được nữa là tức chửi ta đó. Còn còn mấy bà chửi theo, mấy bà này, cái bà này mỏ 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 rộng này nè, bà này là bà chửi theo, chứ bà này không phải là ảnh hưởng gì tới bà hết. Nhưng mà bà vì mất miếng ăn của mấy thầy chùa kia nó chia cho bà, thành ra tử đó bà chửi bà xu hướng, bà cũng mất miếng ăn bà chửi xu hướng vậy thôi. Chứ sự thật là bà không mắc mớ gì mà phải chửi ông Minh Tuệ chứ, ông có động phạm tới ai đâu. Bà thấy nè, cái đức tu của người ta đã tới nè, cái đức độ người ta có nè, ông đi mà người ta quánh ông cái mỏ quánh là cái mặt sưng một bên này nè, sưng một bên này luôn, nhưng mà ông vẫn không than phiền, ông chỉ cười thôi. Rồi người khác hỏi ông không dám chỉ sợ người kia, người khác đi quýnh mấy cái tốt kia lại đi, ông nói không dám chỉ thôi. Có nghĩa là người ta hỏi ông có giận có buồn gì không, ông nói không, cái đó là ông cũng chúc cho người ta vui vẻ và hạnh phúc vậy thôi. Bà thấy cái đức độ ta cao chưa? Chứ còn tôi nè, tôi thấy rõ ràng, thế nào tôi thấy tôi nói nha, tôi thấy có một cái clip mấy ông thầy chùa ở nhau nữa, không biết ngồi ăn cơm hay gì, ngồi một dãy gì là 7-8 ông vậy đó, xúm nhau không biết, không biết nói qua nói lợi gì tôi không hiểu nha, nhào vô quýnh lộn nhau rõ ràng luôn. Cái vụ clip đó tôi có thấy luôn đó, thấy không, rõ ràng tu vẫn còn sân si, mặc áo cà sa đàng hoàng nha, chứ không phải ở trần nha, nhào vô quýnh nhau luôn đó. Còn cái này á, ông bà thấy không, ta hiền đến nỗi người ta không có gì chứ mắc mớ gì bà mà lên bà chửi như vậy. Bà lên là bà chửi là sợ mấy anh thợ tu của bà là coi như là không còn lương thực cấp, không còn tiền bạc cấp cho bà tức quá bà lên bà chửi đông đống vậy, phải không? Hay là lúc mà chồng con không cho đi chùa, ổng giờ ổng cấm, phải không? Cấm ổng không có đi, mấy thằng tu đó giờ nó xạo lắm, không cho đi nữa. Bà đi tới đó bà tới đó bà được cái nó hay gì hay sao mà giờ đi người ta bỏ hết trơn rồi đó, còn mình bà lết rồi đó kiếm cái gì đó. Rồi lúc này căng quá rồi muốn muốn quậy hả, chứ còn tôi nói thật với bà, nếu bây giờ tu chân chánh đi thì không có cái gì hết trơn á, không bao giờ nhân sanh nào mà bỏ. Nhưng mà người ta bỏ là ta bỏ cái vấn đề ta bị lừa gạt quá quá cay cú rồi, thành ra bây giờ người ta không dám đến nữa, đến toàn là môi móc bắt cúng tiền phải mệnh giá cao đưa tới tay thầy chủ trì, rồi 50 triệu bằng 500 triệu, trời ơi, toàn là láo nó gạt không. Anh gái bây giờ người ta sợ quá trời, thấy thấy cái mỏ thành chùa người ta sợ tốn tiền, ta không dám lợi. Còn ông này hả, đưa tiền ông không lấy, đưa đồ ăn ông không ăn, ông chỉ lấy đủ ăn thôi, cho thêm không lấy, cho thêm sách nặng lắm, mấy không để dành dự trữ ngày mai mốt mời có ăn có nghỉ đó. Vậy thành ra từ đó đó cái thành thành của người ta mới cao, biết không? Còn mấy ông kia hả, mà tính hy sinh đời bố cũng cố đời con hả, chơi kiểu kiểu mà tao cạo chọc cái đầu tao kệ tao, không không có mà chảy chuốt gì nữa trơn á, rồi để tao gạt người ta, rồi tao mua đất mua điện, tao lòn tiền về cho mẹ con mày sống, à, tao tao sắm chỗ này sắm chỗ kia, rồi cuối cùng để lỡ nữa mà tao có gì đi nữa, có bề nào đi nữa, con cái cũng hưởng, vợ con cũng hưởng, chơi vậy ai chơi cho lợi, anh ganh tao sợ. Còn cái ông này hả, cho thêm mà ông có lấy, tôi nói thiệt với bà nha, bà thử đi, khi nào mà ông Minh Tệ ông đi khất thực đợi nữa được á, mà
ổng đã xin đủ rồi đó ha, mà bà lấy mà bà nhét vô trong cái nồi cơm điện của ổng mà ổng có nhận nữa, nói thiệt chứ bà chửi tôi ngồi cho bà chửi sáng đêm tối ngày luôn. Tôi nói là tôi xác định được ông này, tôi chứng kiến là coi như là tôi thấy rồi, người ta nhét vô là ổng sợ, ổng né, ổng chạy chỗ khác à. Tiền mà đưa cho ổng là ổng khoát tay vậy là ổng chạy. Còn mấy ông thầy tu của bà đó ha, thấy cái túi người ta là dòm dòm địa địa cái túi rồi đó, thấy Phật tử mà ngoài cửa đi vô nhà đi vô chùa là bắt đầu địa địa trước là cái túi đó, túi mà hở hở ra là muốn thò tay vô móc rồi chứ chưa chưa chờ tới người ta móc người ta đưa nữa, chơi kỳ cục chứ, cái hù dọa không à, cúng tiền cho nhiều. Còn đi chùa là phải rủ cho đông người, đi một mình là mất phước, phải rủ cho đông người, tới chủ yếu là cúng dường. Tôi nghe mấy câu đó tôi lại luôn, tôi nghe nói là tôi sợ, tôi nghe giải thích hết trơn hả. Tôi nghiên cứu về đạo này thì tôi không phải là tôi mê, nhưng mà tôi nghiên cứu coi thử coi cái chánh đạo với cái tà đạo nó như thế nào, tôi nghe rõ ràng luôn. Đi đi chùa mà đi một mình là mắc phước, phải rủ đông người, mà đông người lại đến đó chủ yếu là phải cúng dường à, quan trọng là cái chỗ đó đó. Thôi hôm nay tôi lên tôi nói vậy đó, rồi bà nên im đi, cái miệng bà đừng có nên lên nữa. Hôm nay là tôi chốt bà rồi đó, bữa nay nói thoáng bao nhiêu đó thôi, bữa nay là tôi tuyên bố thẳng là tôi chốt bà rồi đó. Tôi là đăng ký số 1, chốt bà rồi đó. Nếu ngày mai ngày mốt bà lên tiếp, tôi sẽ lên tiếp với bà tiếp luôn, kệ mình giao lưu cho nó vui, kệ. Còn đúng sai thì để cho bà con người ta nghe, người ta bình luận nha. Tôi nói thẳng với bà luôn vậy đó, phải ông Minh Tệ lên ông vận động thế này thế kia nọ đó, ông kêu bỏ nhà bỏ cửa hay là cúng dường cho ông. Tôi nói thẳng với bà luôn một câu này luôn nè, nếu ông Minh Tệ bây giờ ông yêu cầu ông chỉ cần lên tiếng, ông muốn ông cất một cái chùa, ông ở một chỗ nào đó để ông tu tịnh đó, tôi hứa với bà mấy cái chùa mà lông cơm kia là không có xi nhê đâu, mấy con tép riêu đó không có nhiêu đâu, người ta sẵn sàng người ta cất cho ông cái chùa là phải quy mô. Nhưng mà ông không hề không thèm, chứ không phải như mấy thầy chùa mấy bà mấy láp mà bà đeo theo đó mà bà bám bám mà bà hưởng thụ được cái chút đỉnh đó mà bà lên bà chửi bà không sợ tổn đức, không sợ người ta chê cười bà. Người xưa người ta ta không nói bà mê trai thiệt, nhưng mà ta nói bà mê thầy đó, thì bà đi chùa biết rồi bà chửi theo chui hướng vậy, ta nói bà mê thầy mê thầy chùa biết không. Nay là tôi chốt bà rồi đó, giờ kết thúc một câu tôi dứt khoát tôi không nói nữa, đêm nay tôi nghỉ, nhưng mà ngày mai mốt bà lên nữa là tôi bắt bà luôn, là tay đôi với bà đó. Rồi vậy thôi, cũng kính gửi lời tới bà con cộng đồng của mình để mình có một cái ý kiến, để rồi mình trừ khử những cái loại mà nó nói bất lương bất nghĩa vậy nè, nghĩa là người ta không có một cái hành động nào mà để mà gian xảo hết mà nó lên nó chửi bất chấp vậy á. Nghe tôi bức xúc quá, hôm nay tôi lên để nói nhiều vậy thôi, cái này cũng xin mang phép hết, xin chào bà con mình hết nha. Ok anh. Em cũng xin thay mặt tất cả các bà con đang theo dõi chương trình xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Kính chúc anh cùng với gia đình anh sức khỏe nha. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của một vị khán giả liên quan đến là cái vị Diệp già, một trong những cái người đàn bà mà cái vị này cũng là từng cỡ như là tham gia trong cái drama của là chị Nguyễn Phương Hằng. Bà này là cũng từng bị một số anh em YouTube cũng đã tới tận nhà để lôi cái đầu bà ra, và bà trốn như trốn rến mùng năm rồi quý vị. Và đến bây giờ câu chuyện của ngài Minh Tuệ thì bà cũng muốn tham gia, và có những cái lời lẽ bà chửi vô cùng mất dạy. Và tôi sẽ dành cho quý vị trong những cái clip tiếp theo nói về cái vị Diệp già này như thế nào quý vị ha. Và cái clip này tôi cũng xin kết thúc tại đây, cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Tạm biệt tất cả quý vị. Bye bye tất cả quý vị.